Em xin chào toàn thể quý cô chú và anh chị yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em tiếp tục em lên một cái video chia sẻ với cô chú anh chị mình những cái dòng địa lan để cô chú anh chị mình về chơi Tết. Thì nhà em cũng sẽ bán hàng trong 3 hôm nữa, ngày nay, ngày mai, ngày kia. Sau đó là nghỉ Tết, chia sẻ với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mà địa lan giá rất là rẻ. Trước màn hình cô chú anh chị mình là một chậu ô tiểu thúy. Dòng này thì hoa nó rất là thơm. Đặc biệt là có lẽ nó là một trong những cái dòng địa lan thơm nhất. Và bông của nó thì khuôn bông cũng tương đối bay, thơm và cần thì vượt vượt lên tán lá. Chậu nó là một trong những cái dòng địa lan mà có khuôn bông, cái cánh bông màu xanh, cần bông thẳng, số lượng bông trên cần dày. Và một cái chậu em chia sẻ với các bác, một cái chậu địa lan mà nếu cô chú anh chị mình mua về ấy, thì đây, ví dụ đây là một cái chậu này. Cô chú anh chị mình có thể trồng vào những cái chậu nho nhỏ để bàn trà rất là đẹp và thơm nhá. Nó ở trong này. Thì cứ mỗi một cái chậu như thế này này, em sẽ cố gắng lựa để chuyển đến cô chú anh chị mình nó khoảng 4-5 gồng hoa gì đấy. Đây em sẽ lên một cái, đây một cái chậu này này. Những cái chậu mà có 5 gồng hoa em lựa cho các bác. Ví dụ chậu này này, chậu này 5-6 gồng này, 3 gồng to và có 3 gồng bé này. Đấy, chậu này thì chia sẻ với cô chú anh chị mình mã 28 này, 190.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu ấy thì alo cho em sớm nhá, để em chọn những cái chậu đẹp cho. Những cái chậu nào đẹp nhất thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị mình. Tiếp theo này, một cái dòng nữa đó là hoàng kim bảo. Chia sẻ với cô chú anh chị mình, ngồng nó rất là cao. Đấy, em ví dụ đây là một cái chậu hoàng kim bảo này. Ngồng nó cũng đã vượt tán rồi. Và chậu này thì nó có 4 ngồng hoa. Đấy, có chậu 3 ngồng hoa, chậu 4 ngồng hoa. Đấy, các bác nào mà liên hệ sớm ấy, thì sẽ được những cái chậu nhiều ngồng hoa. Chậu hoàng kim bảo này mã 43 các bác nhá. Đấy, thì chia sẻ với cô chú anh chị mình cũng 190.000 để các bác lựa cho nó mình theo ý mình. Ô tiểu thúy cũng 190, hoàng kim bảo cũng 190. Số lượng này nó còn có bằng này thôi. Là em nghỉ Tết thôi. Đấy, cần bông của nó rất là dài rồi. Tiếp theo. Đấy, nếu mà cô chú anh chị mình muốn em lên chậu cho những cái chậu ô tiểu thúy như này này, nó có hoặc hoàng kim bảo nhá, thì gồm cả chậu, cả cây, đảm bảo cho cô chú anh chị mình là 9 đến 10 ngồng hoa, là 680.000 cho một cái chậu như này. Nếu như mà mình muốn để ở một cái góc nhà hay là gần tủ trà ấy, thì một cái chậu như này là ok, 9 đến 10 ngồng hoa. Thì đến Tết thì hoa nó vượt tán. Đây là những cái chậu là em làm mẫu thôi. Còn những cái chậu em sẽ lên cho các bác thì nó đều là lụ như thế này nhé. Thì đến Tết anh em mình chơi là vừa. Đấy, còn một cái loại nữa, loại truyền thống các bạn. Đây nó là dòng Mạc Xuân. Mạc Xuân này thì chia sẻ với cô chú anh chị mình, ví dụ như cái cụm này này, nó có 5 gồng hoa nhé. Có 5 gồng hoa, nó là dòng hoa tím. Chia sẻ với cô chú anh chị mình, Mạc Xuân thì nhà em có ít lắm. Mạc Xuân thì còn có 3 chậu thôi. Thì cũng 190 cho mã 51. Đấy, cô chú anh chị mình có thể tham khảo, mình lựa chọn cho các cái loại mình ưng ý này. Đấy, đây là một cái dòng nữa. Đại mạc thì còn mỗi một chậu. Đại mạc mã 96 này. Thì nó gồm có 5 gồng bông. 5 gồng bông các bác nhá. Và cánh nó rất là bay. Đây các bác nhìn. Khuôn dòng đại mạc này thì đây đó là cái dòng mà thân thủ nó rất là to. Cũng đã được tuyển chọn. Thân thủ to, củ to rồi. Và trồng các bác lấy thì em gửi cả chậu cho. Đây các bác nhìn này. Gồng bông của nó cũng rất là lớn nhá.
Hồng môn lớn cánh nó bay không này, bay vút luôn. Đấy, và củ nó rất là to nhá, ra ngoài nó siêu khỏe luôn. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình cả cây cả chậu ấy là 250. Nếu bác nào lấy mỗi cái cụm này không ấy để gửi về mình chọn cái chậu đẹp ấy thì em gửi cho 220. Có một cái chậu này 220 các bác nhá. Đấy, tiếp theo là chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái chậu mạc xuân. Một cái chậu mạc xuân như này này. Đấy, chậu mạc xuân. Chậu này thì nó tới 15 ngồng hoa kìa. Đấy, những cái chậu có mỗi một chậu duy nhất. Dòng tím đấy, cũng anh em xanh đỏ, xanh nhiều, vàng nhiều rồi. Cũng nhiều anh em muốn quay lại những cái hàng truyền thống đấy. Thì chậu này thì bởi vì nó được trồng trên một cái chậu rất là đẹp. Đấy, thì cả cây cả chậu mà đến tầm 10 ngày nữa thì nó cao hẳn lên như này. Và 10 năm ngồng hoa các bác tưởng tượng nó lở thì nó cực kỳ thơm luôn. Để chia sẻ với cô chú anh chị mình, cái đơn này là 680 đấy. Nhưng bác nào lấy thì em chuyển cho cái mã 19 còn mỗi một chậu này thôi. À, là 650 để cho mã 19 này. Đấy, các bác có nhu cầu thì ới em. 15 ngồng cơ mà. Và trồng trong một cái chậu rất là đẹp luôn. Đấy. Còn những cái chậu hoàng kim bảo đây này. Chậu này là nó rơi vào tầm chậu này nó là 10 ngồng hoa nhá. Ngồng hoa nó nhung nhúc luôn, như 10 ngồng hoa các bác nhá. Cố gắng thiết kế nó cao thấp nó nhiều để anh em mình chơi nó được dài hạn. Đấy, thì chậu này là 680.000 cho một cái chậu hoàng kim bảo là 10 ngồng hoa. Đấy, còn ngoài ra có những cái chậu có tới như chậu này 15 ngồng hoa. Rất nhiều ngồng hoa luôn. Chi chít luôn. Thì chia sẻ với cô chú anh chị mình là 800.000. Với một cái chậu mà nó nhiều ngồng hoa như này, 800.000 này thì quá ok luôn. 800.000 cho một cái chậu nó gồm có 15 ngồng hoa. Thì nếu như mà với cái chậu là 15 ngồng hoa này mà các bác khi nó lên mà riêng cái dòng hoàng kim bảo nó có một cái đặc thù là cần bông nó rất là cao. Năm ngoái có những chậu mà cần bông nó em đo được đến tới 90 cm. Khủng khiếp luôn. Đấy, thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm thì những cái dòng mà địa lan này này. Đấy, anh em mình chơi Tết thì các bác Zalo cho em số điện thoại 0912 408 397. Còn bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh. Và chưa like thì cho em xin một like nhá. Để em chia sẻ cho những cái giống địa lan. Thì đợt này thì nó là những cái giống chơi Tết. Còn ngoài ra nhà em có rất là nhiều những cái giống sưu tầm. Ví dụ như Đại Hoàng Cánh Thủy Tiên, Đại Thanh Hà Nội, rồi Đại Hoàng Cánh Sen. Đặc biệt là nhà em thì đợt này chuyên đi tìm những cái dòng dòng địa lan mới sổ ấy. Thì bởi vì nó là những cái dòng hiếm, đẹp. Để chia sẻ với cô chú anh chị em mình. Em vào đây để lên tiếp cho các bác một vài con trâu. Một cái vài trâu thanh lý. Giá cực rẻ. Thì hôm qua em lên một cái video thì cũng đã chia sẻ với cô chú anh chị mình được một số đơn trâu rồi. Thì hôm nay cũng muốn lên trâu giá rẻ. Bởi nhà em cũng không có nhiều không gian để trồng trâu. Bởi hôm đi em thanh lý vườn. Đây có một cái chậu trâu. Nó gồm có hai thân đai trâu. Mà nó đều đang có nụ. Cái này thì em gửi mỗi cây thôi chứ không gửi chậu. Bởi vì bán nó rẻ. Mã 21. Chia sẻ với cô chú anh chị mình. Mà thôi em 21 thì bán 120 đi. Cái đơn này thì bình thường em sẽ bán 160 đấy. Mã 21 là hai thân có hai nụ. Bán luôn 120. Ông lên hai đơn đai trâu. Để cô chú anh chị nào có nhu cầu ấy thì liên hệ với em. Trong này nó có một đơn đai trâu rất là đẹp nhá các bác nhá. Đấy, đơn này thì đơn to đấy. Đơn đai trâu rất là to luôn. Có một thân thôi. Nhưng mà nó một cái đơn to đấy. Đơn này thì nếu như mà thân to như thế này có đang nụ như này thì nó phải tầm cũng phải 140 đấy.
Bác nào lấy em để cho 99k để thanh lý vợi cái đai trâu đi. Nhà vườn cũng chặt, không có thời gian để chăm trâu đâu. Mình chuyên kiếm chuyên địa nên là thanh lý luôn, thanh lý là thanh lý luôn. Đấy, cho nó hết đi. Giá thì các bác yên tâm. Ví dụ như trâu này nó có 1, 2, 3, 4 cặp lá rồi đấy các bạn. Nhìn thế thôi nhưng mà nó 4 cặp lá rồi đấy. Thì giá nó rẻ rồi. Trâu thì con này là 99.000 này, cặp này là 120.000 này. Nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ em nhá. Rất là cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã theo dõi cái video của em nhá. Nhớ là like và đăng ký kênh giúp em. Em chào toàn thể cô chú và anh chị.